ơi, ông ơi. Giấy cây bán cây, đục đục, giao giấy vườn. Bỏ đây. Đứng. Không được, không nói được. Cắt. Đến ơi, bên gì để xịt cho bà lau. Lực mặn không à, ngồi trên được. Nhức mắng không? Bên trời ơi. Nhức mắng không nọ gì? Mày nói, bếp ơi nữ. Bỏ tay con không con, thấy. Con thứ ba bắt đầu chui ra. Thứ ba chui ra. Con không thấy. Đừng dậy, con đừng trên ghế, đừng. Tội nghiệp á. Có hai con người dưới. Tội nghiệp quá. Ó, đỡ quả trứng rồi. Cái bể đâu có, nó từ nó vươn ra đó. Tung ra. Từ nó. Tung ra bở. Thở ra. Hai con vịt. Nè. Một, hai, ba. Sẽ ba con vịt. Cái con này vươn ra nè. Đợi tay vậy. Bốn chỗ là ai? Máu không? Máu. Chị có cái cuối. Bỏ là chính cái bị kìa. Ê. Gì cái lợ. Nó chạm vậy. Đừng có. Đừng nhắc từ nó vươn ra, con thử bán nó vươn ra, con thấy. Vì cho hông bò chê hươn. Bò chê hươn. Chị hát chị. Chị hát chị cái vườn dưa rồi. Tiếp tục con thứ tư nứt, con thứ ba đang chui ra. Đang nghỉ giải lao thì đã phóng ra đó. Phóng ra. Đừng thò tay vào con. Con thứ ba đang chui ra và con thứ tư nứt rồi. Ước gì con người mà có sức sống mạnh liệt như con vịt này. Con thứ ba đang chui ra. Con thứ tư nứt rồi. Để coi thử quá trình nó chui ra này, Bắt đầu la lên, cất tiếng khóc chào đời. Cái
Nó có đáng lắm á. Tôi chào. Hả? Tôi chào. Rồi, rồi, rồi. Bắt đầu vút. Để coi này, cái con thứ ba dứt bỏ cái vỏ trứng thế nào. Rồi. Lấy vỏ trứng ra. Còn vỏ trứng bên, bên lại vỏ, vỏ, vỏ trứng rồi. Có gì, có thích đơn, có gì đi không? Có.